Gạch đây. Đó. Mình mời cả nhà nha. Uống cua ngọt. Nó ngọt và thịt nó dai nó chắc nữa. Wow. Cái phần gạch đỉnh luôn các bạn ơi. Ok, hello chào anh em nha. Hôm nay má anh em mình có một clip đầu là siêu đặc biệt nha các bạn ơi. Dạo này mình lướt TikTok, trên TikTok rất nhiều món gọi là độc lập Bình Dương. Ủa mình phi mình đi chơi về lúc 1-2 sáng mình lướt TikTok mình thấy cái món khá là độc lạ nha các bạn ơi. Mà mình nghĩ là cái món này chắc lâu rồi mà mình chưa bao giờ mình nhìn thấy, mà vô tình thôi mình nhìn thấy các bạn ơi. Đó là cua người ta mua vậy, người ta đổ vô, người ta vô một cái chậu các bạn ơi, xem người ta đổ sữa tươi vô, người ta ngâm cho nó uống nước, cho nó uống sữa tầm 1-2 tiếng đó các bạn ơi, cho cái sữa nó ngấm vô từng tớ thịt của con cua luôn, nó uống nấu nó sữa bột uống uống sao mà con cua nó no sữa nó chết ngứa bụng luôn các bạn ơi. Đây hôm nay rồi, trời. Này sáng nay anh em mình tìm tòa lặn lội đi tìm mấy chỗ mới có được một ít cua, mà đây ở quê mình gọi là 100% là cua sông tự nhiên nha cả nhà. Mọi người thấy con cua ấy tí nha. Nè, anh em thấy không? Còn lưới luôn này. Anh em thấy con cua quá đã. Con cua đây là 700 gram các bạn ơi. Này mình cố gắng lém mới được bao nhiêu cua đây cả nhà. Như con này là yếm vuông đó. Cua cái, yếm vuông, cua cái. Cua cái có được yếm vuông gì em? Nghe mấy người đó kêu yếm vuông ngon. Em vuông là cua cái có được, chứ em vuông này đây là cua đực này. Còn cái yếm nó tròn là cua cái. Đó. Này mình mấy con cua sông các bạn ơi. Có con to con nhỏ chứ kích thước thì nó không có đồng đều. Cua tự nhiên mà. Nói chung mà các cô chú mà ban đêm mà đi thả đập mà được bao nhiêu cua đây, ngừ được 5-3 con, 2-3 con gì này gọi là so ra cũng đạt ngày công á cả nhà. Anh em thấy không? Mấy con cua chất lượng không? Để nhìn cho anh em nhìn lại con cua siêu to này. Nhìn cái bộ càng nó các bạn ơi. Cái càng nó to hơn bao con tay mày luôn rồi. Anh em thấy không? Con này mà nó mà con cua cái một cái nó là đỉnh luôn. Mà rất tiếc con này nó cua đực nha. Con này nhiều gạch hơn. Đúng không? Con này cua cái này các bạn ơi. Đó, đây là một cặp vợ chồng nha. Con này chứ biết ai lựa không? Ai lựa? Con lựa. Để mình cho con to to nó nèm xuống trước. Nó uống nhiều sữa. Cho nó uống no nó chạy. Uống no nó ngứa bụng lên luôn. Nó chết đuối luôn. Bây giờ anh em mình xếp đây. Hôm nay anh em mình có mua sữa đó. Bây giờ mình sẽ cho nó uống nha. Cái này sao ta? Sử dụng sao ta? Dạng thứ riết. Bây giờ mình phui tem. Bóc tem lên. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ sữa lên mình cho nó uống tầm cỡ từ tầm cỡ 2 tiếng đi. Như món này đang nổi tiếng Sài Gòn á. Đúng rồi. Mình cho nó uống tầm 2 tiếng nha cả nhà. Đó, để xíu mình quay nó có chuyển động thử nó có thật sự là nó có thật sự là nó uống sữa không nha các bạn, hay là chỉ là lời đồn. Lời đồn thôi. Đó, hai bịch sữa tươi thơm nhá. Thơm. Xíu nữa mình lấy cái sữa đây mình hấp luôn này. Lấy sữa hấp luôn. Đúng không? Sữa đây mình sẽ đổ ở phía dưới sẵn rồi sau đó mình sẽ hấp luôn. Hấp mùi thơm, bay mùi thơm lên nha. Mùi sữa. Wow, thơm quá các bạn ơi. Để xíu đây mấy nãy mình mua thêm một hũ nữa là vừa. Đây mình mua có 2 hũ này. Không sao. Con tưởng đâu nhiều. Để chạy mình thay thế này cũng không sao đâu. Lắp qua lắp lại. Đó anh em thấy không? Wow, thơm nhá. Cái sữa không đường thì nó thơm như nó béo mà. Quá thơm luôn các bạn ơi. Triết húp miếng sữa không? Sáng cũng mới làm ly đây. Để xíu mình theo dõi mình xem thử con cua nó có thật sự rồi nó uống sữa vô trong cái cơ thể nó không nha các bạn. Đó, mình thấy con mắt nó đang liếc qua liếc lại, nó đang nhìn bạn nó. Nói chuyện nhau đi. Quá thơm các bạn ơi. Lần đầu tiên mấy anh em mình làm clip như thế này các bạn ơi. Mình thấy những cô chú ở trong Sài Gòn làm cho cô uống sữa này, cho cô uống nước dừa và cho cô uống Coca-Cola. Mà mình nghĩ là cái món sữa là mình nghĩ là nó thơm ngon nhất các bạn ơi. Vì cái sữa đây là sữa không đường này. Mình mua mình nghĩ là con cua nó sẽ uống vô nó thấm nó trong cái phần thịt của con cua, là khi mình ăn mình nghĩ nó sẽ có cái độ béo béo và cái độ ngọt. Đó.
Nãy con mới thấy con cua này uống sữa nó ồ. Dạ. Bọt lên quá trời. Để xíu mình để mình ngồi đây mình theo dõi thử con cua nó uống sữa ra sao nha cả nhà. Rồi đây. Anh em thấy con cua đây nó uống sữa nó phì ra phì vô không? Đó. Uống sữa nó phì ra phì vô các bạn ơi. Em để cho mày phì ra phì vô. Đó. Con cua lần bắt đầu sữa nó ngậm phía trang các bạn ơi. Uống khá khá đó, xì ra xì vô ấy. Phì phò các bạn ơi. Đó. Anh em mình ngâm được tầm cỡ 30 phút thôi nha cả nhà. Xíu anh em mình theo dõi cái chuyển động tiếp theo của nó nha. Đó, nó phì bằng béo này các bạn ơi. Ơi nhưng mà ngừ lặn như nước á, phì phò. Khá tò mò không biết con cua này mình ăn vị nó như thế nào nhưng cả nhà. Con này phì liên tục à. Anh em thấy con cua bự nó thở bằng béo bằng cả nhà. Thở phì. Đó. Anh thấy uy tín không? Có những người mà lặn như nước ấy. Như đây bắt đầu nó thở hay nó uống nước uống sữa đây các bạn ơi, mình cũng không rõ nữa. Đó, thở phì. Ngâm cũng tương đối lâu rồi nhưng cả nhà. Bên đây nó vượt ngục rồi. Đây nó vượt ngục rồi. Đó, bắt đầu nó thở rất nhiều luôn. Vẫn tiếp tục thở các bạn ơi. Mình ngâm tầm cỡ 2 tiếng nha cả nhà. Sau đó mình sẽ ngâm vô nước đá cho nó chết lâm sàng đi. Để khi mình luộc con cua nó không bị rớt quy và rớt càng nha cả nhà. Mình ngâm tầm có 1 tiếng nữa. Thì sau đó mấy anh em mình sẽ đem đi ngâm với nước đá. Để cho nó đáng băng tạm thời lại. Chứ không anh em mình mà để nó còn sống á. Là mình luộc nó sẽ bị rớt quy và rớt cái càng. Còn nếu anh em mà không ngâm đá mà anh em đâm lấy cái dao mà đâm vô cái miệng nó là khi mình luộc mình nghĩ nó sẽ bị mất nước nha. Nên tốt nhất là mình sẽ ngâm dưới nước đá cho nó. Rồi sau thời gian tầm gần 2 tiếng nha cả nhà ơi. Nó uống nước bị chắc căng bụng rồi. Bây giờ mình sẽ cho nó vô đây mình đáng ban tạm thời nói ăn. Mình đang mang làm thời để xíu mình hấp cho nó khỏi gãy càng. Đó, rụng chân. Đây mình sẽ đang mang tạm thời. Nó còn uống luôn trời. Đây mình sẽ đang mang tạm thời tất cả luôn. Chứ không là mình luộc nó sẽ rụng hết càng nha. Đó. Đầu được uống sữa coi như lần cuối luôn. Đây mình sẽ đang mang. Đang mang tất cả cái số cua đây. Xíu nữa mình lấy cái sữa đây mình hấp nha. Ủa, hấp sữa này thơm. Hấp sữa trời ơi, bao thơm luôn. Cua cái lần đầu tiên nó uống sữa. Cũng là lần cuối cùng trong đời của nó. Còn gì nữa đâu. Còn gì nữa đâu. Thôi xài sáng bữa thôi chứ. Đó, anh em mình sẽ đáp ban tạm thời số cua đây. Để tầm cả 10 phút là cua nó sẽ ngủ đông hết. Thấy này hơi nó lên nó sẽ lạnh này. Đó, anh em mình sẽ đánh băng tạm thời số cua này nha cả nhà. Sau thời gian thì cái số cua nó đã ngủ đông rồi nha cả nhà. Bây giờ mình hấp thì mình lót ở dưới là lá chanh này và xả nha. Bây giờ mình sẽ tháo ra rồi. Tháo ra đi rồi. Tháo từ những con gãy chân gãy càng nha. Nghe nói dán mấy cái dây này là nó đỡ mùi hơn mấy dây kia. Không phải đâu con, dán cái dây này là nó nặng hơn chứ không có đỡ mùi gì đâu con. Cái gì mình sống phải thực tế con chứ con đừng có lương lẹo. Hồi nãy con nghe chủ dựa nói á. Không. Bây giờ nói vậy chứ để không tin vậy được. Để cho nặng á, chứ bình thường máy cho uy tín là người ta quấn bằng băng cầu điện nha cả nhà. Cua Cà Mau mình lúc trước mình mua là người ta quấn bằng băng cầu điện hết á. Tưởng là quấn bằng dây này chứ nhẹ chứ. Dài đây có đợt trước mình mua là nguyên áo mưa luôn. Là mua con cua tặng áo mưa đúng không? Ờ tặng áo mưa luôn. Không biết mình là mình lại hay mình lỗ đâu không biết nữa. Ồ anh em thấy
của đá. Theo con biết cọng dây này chắc cũng được 50 gram. À, mình trước mình mua 4 cái cua. Về nhà mình căng còn 1 cái 8 cua, còn áo mưa mất 2 cái 2 các bạn ơi. Có vậy trời. Quả đi hỏi chủ bập á. Gì mà lỡ mà bự như vậy nha. Thì dây hơn một nửa trọng lượng cua mà. Ừ. Không biết là cái giải này nó dính nước có nhiều nè. Không biết người ta là người ta muốn giúp mình hay là mình sao không biết. Có khi mình lại chứ. Nhảy sau rồi mình mua cua mà được áo mưa mình lại á, đưa chú tiếp. Vậy là bữa đó gặp chắc gặp trời mưa á. Người ta hiểu, người ta tặng cho cái áo mưa bận đỡ ướt. Mua cua mà lại được áo mưa luôn à. Ừ, cua đã chứ. Mình đã đáng bàn hết cua rồi. Xíu cho nó có mùi sữa anh Toàn. Thơm với nó uống sữa mà sao không có mùi được em. Nè. Ừ, thơm đi. Thơm. Để hy vọng xíu mình ăn thử. Nó có béo và nó thơm không? Mình nghĩ thì nó cũng vẫn liên quan một chút, một ít cho đang á. Chắc nó vẫn có mùi thơm chứ độ béo nó thấm vô chứ. Vì cái nước đây thì mình ngâm nước lạnh thì con cua nó đã đắng bạn, nó không có nhả sữa được đâu các bạn ơi. Mình nghĩ là vậy á. Cảm giác mà mọn cua đã mát lắm. Đây mình sẽ đem ra. Mình hấp. Cua này thì mình hấp nhanh chứ không lâu đâu. Quê mình ăn cua xong nó nhỏ vậy ha. Xếp xếp gọn gọn này thôi. Ở quê mình được cá là 100% hàng. Cái hàng này hàng tự nhiên nè cả nhà. Lâu mấy, được con bự mừng tâu. Mấy chú làm mà thả dính con bự này chắc mừng. Mừng thấy lớn luôn á. Đối với mình thì nó thấy cũng con. Bình thường. Đối với mình là bình thường nhưng đối với những cô chú thì rất là quý luôn. Bây giờ anh em mình sẽ đem cái số cua đây ra mình sẽ hấp nha cả nhà. Rồi bây giờ anh em mình sẽ bỏ lên bếp hấp nha cả nhà. Hậu dở nếp nào ơi. Mùi sữa thơm á. Cái sữa đây mà nãy mình đã bắt lên bếp trước này. Này thơm không? Thơm nồng nặc luôn. Sữa tươi nấu à. Lên thơm thơm lẫn. Wow. Quá xa đã. Quá đã các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ lên bếp hấp nha. Đó. Khói lên nè. Cua hấp không lối thoát. Rồi, đẩy nắp lại Hậu ơi. Vô. Đồ kín hơi nha. Ôi, từ lên xe cho. Cái này nó rồi. Rồi căng mới làm được. Mình hy vọng là cái món này là sẽ là rất là ngon nha cả nhà. Mình ăn cái miếng cua thì nó sẽ thơm cái mùi sữa và nó có cái đầu béo nữa. Hậu mình em nghĩ đây hấp cỡ tầm 3 lâu là sẽ chín. Nếu cua này chắc hấp tầm nếu nước sôi về rồi hấp tầm 15 phút là đúng không? Anh nghĩ cũng tầm cỡ 15 phút là chín. Bây giờ trong thời gian chờ đợi thì mấy anh em mình vô làm Hậu đâm một chén muối ớt đỉnh cao vô nha em. Dạ, để em làm chén muối ớt. Tiếc đi mua rau với ít trái dưa leo nha con. Về con xác luôn. Xác luôn rửa sạch sẽ nha. Chú muốn điêu khắc cho mấy về cái bông luôn. Con điêu khắc con phượng đi. Năm nay là năm con gì ta? Con rồng. Năm rồng. Phải không? Phải rồng không? Không biết. Nó quá xạo luôn. Không nhưng mà hình như năm nay năm con rồng. Em rồng á? Em nghe mang máng vậy. Phải không? Phải chú. Giống như 12 con giáp thì năm nay năm trước là năm con gì ai biết. Nói chung chịu mình mấy cái chuyện đấy mình cũng ngu lắm các bạn ơi. Năm nói chung một con rồng là tuổi gì mình cũng chịu thua. Nói chung là hồi giờ mình tuổi con thình á. Con rồng là tuổi con thình nhé. Nhìn mặt trước thấy mặt xạo. Ờ anh em coi cái mai, cái mai đây nó bị bệnh nha các bạn ơi. Sáng nay em ăn tết xem ăn tết xem mình sẽ gút đàn tám bát tỉa gút đàn vô rồi mình sẽ ghép cái này nó bị đuôi nhánh hết trơn rồi mình sẽ nó cứ thung nó bị đuôi em năm sau mình sẽ gút đàn gút lần theo cái hình tấn thông mình sẽ ghép đúng rồi là cắt bớt hết anh Toàn cắt sâu vô đây cắt bỏ hết rồi mình sẽ ghép nói chung mình được cái là mai mình ghép ổn đấy các bạn ơi. Mình ghim là nó sống rồi. Thật sự mai này là chú ghép hết trơn á. Thiệt chứ. Chú ghép với ai ghép. Nhưng mà bác Tám với anh Toàn cũng theo cái nghề trồng mai này. Anh em nhìn cái gốc này. Chừng cái này để giống đậu cho đuôi chuột nha các bạn ơi. Gốc là bự mà trên ngọn là nhỏ. Một cây đây là nếu tìm mang nữa là phải là tầm có 10 năm tới 15 năm nữa là cây đây mà khi nó đưa vô chậu các bạn ơi cực đẹp luôn. Anh em nghĩ câu mà mai lên chậu như hoàng hậu lên ngôi không các bạn ơi. Khi mà cây mai ví dụ mà cây mai nó tầm giá trị khoảng 100 triệu anh em mình đưa lên chậu nó sẽ
180 triệu vì tỷ hai nó người ta có câu là mai lên chậu như hoàng hậu lên ngôi là vậy các bạn ơi. Khi mình đưa vô cái lên chậu là tùy theo cái mai, như cái mai đã đưa chậu rất là đẹp này, cái chi tàn nó cái te nó thấp này, mình đưa chậu rất đẹp. Vì khi sắc sức mình đưa lên chậu nhiều cái mai mà tiền tỷ mà hàng năm 700 triệu mà anh em mà đưa vô chậu mà nó rủi ro mà nó chết một cái qua đây là sang một bát cơm luôn. Cái đây qua anh em mình sẽ ghép ghép hứa hẹn là chắc cái đây mình sẽ ghép dòng mai siêu bông Sài Gòn các bạn. Cái đây mình sẽ ghép với siêu bông Sài Gòn là còn là một tuyệt phẩm luôn rồi. Ghép với bông đào được không chú? Không được đâu con. Bây giờ mấy anh em mình sẽ vô làm muối ớt và chuẩn bị rau và decor một nhị một xíu rồi anh em mình sẽ thưởng thức nha, để mình khui ra thử có con nào bị rớt cạn không cả nhà. Không có đâu, sao mà rớt được. Ủa, cục cửa còn cửa, cục cửa. Nó chào nó chào nó chào mình, nó chào mình, chào mình, chào mình. Tạm biệt lần cuối. Rồi, anh em mình sẽ lại lại. Qua cẩn thận chứ không mà nó khô nha. Nó khô không có khi khô không học. Không khô đâu. Không khô đâu. Sữa rất nhiều luôn. Dừa. Ồ thơm quá, có mùi xả và lá chanh rất là thơm nha các bạn. Rồi, anh em mình sẽ chờ đợi cái món này rất là tầm đắc nha. Rồi sau thời gian tầm gần 20 phút rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ khui ra nó sẽ như thế nào nha. 1 2 3 10 con cua. Trời ơi. Wow. Ui là ông. Nhiều mùi nó lẫn lộn vô. Thơm quá, thơm quá các bạn ơi. Cái này cái mắm đâu, cái mắm đâu? Bỏ con điếc. Cái mắm nào? Cái mắm cái rừng đâu? Ồ anh em thấy không? Khá là thơm các bạn ơi. Để mình dở con cua bự cho mọi người xem. Wow. Anh em thấy cái càng nó còn dính nguyên lưới luôn nè. Không được nào ơi. Bây giờ mạnh ra luôn. Wow. Chất lượng quá các bạn ơi. Không là không không hấp dẫn là không ăn tiền nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cua ra. Wow. Quá thơm. Màu đẹp ấy. Quá thơm luôn. Nó có khi mình hấp á, mình có bỏ sả và lá chanh lên nên cái hương vị như nó hòa quyện với cái mùi sữa các bạn ơi. Thơm. Rất là thơm luôn. Quá đã luôn. Wow. Hết nước chấm. Mạc cua. Điểm 10 chất lượng các bạn ơi. Rồi, bây giờ mấy anh em mình sẽ đem cái mạc cua đây mình vô trong nhà đất mình thưởng thức nha. Xem thử cua hấp sữa nó sẽ như thế nào nha, mình rất là tò mò này. Wow, thơm quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ mời tất cả đại gia đình của team Toàn Năng Sinh Dục Vlog sẽ thưởng thức món cua hấp sữa nha. Wow. Này nè. Thán cua đỉnh cao luôn. Để mình sẽ đập cái càng rồi nha. Ủa chắc, bao chắc luôn. Ui sao đó chắc nổi luôn nè. Đặt luôn nè. Đặt không có hở một miếng luôn nè. Từ từ từ. Quá đã luôn. Đây, cái tiết đây. Cảm ơn. Này mình xoa xem này, cái thịt cua này. Không hở một miếng luôn nè. Chắc nổi luôn. Nào đưa đập giùm nhau. Wow. Khá cứng nha. Nào ơi. Trời ơi, đã. Tắt tay thôi cái. Wow. Mọi người xem cái càng này. Đẳng cấp không? Quá đã luôn. Cái càng dưới của nó này chú. Mình để mình tách ra thử. Ra hồ wow. Qua gạch đây. Đặt thịt luôn cả nhà ơi. Thơm. Đúng là thơm ấy. Cái phần lên gạch mùi luôn á toàn. Đè gạch luôn này. Để mình dùng thử đây. Mời mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Cái cảm nhận đầu tiên á, khi mình cắn cái miếng gạch á, nó thơm cái mùi sữa khi mà con cua hút cái sữa vô nó nèm lên phần gạch này các bạn ơi. Rất là thơm luôn. Thơm cực kỳ luôn. Wow, cái phần gạch chứ. Đỉnh dễ sợ luôn. Thôi, ngọt. Con cua lên mừng cua được các bạn ơi, mà mọi người xem nè, cái phần gạch này. Đạt luôn. Wow. Nó bằng gạch mà con cua đực này mà nó đặt kín luôn mà. Không mà đúng là đáng đồng tiền bát gạo các bạn ơi. Không mời mọi người. Bỏ đồng tiền ra là ăn phải chất lượng như vậy này là mình không mời mọi người nhé. Không có tiếc.
Ngon. Em giùm mày hào ơi. Rồi chấm nó chấm cá hào ơi. Nó dai mà ngọt. Ừ, ngon. Đây các bạn ơi, mình sẽ cho phần muối á, lấy cái gạch này. Đó. Mình mời cả nhà nha. Ngon cua ngọt. Nó ngọt và thịt nó dai nó chắc nữa. Wow. Cái phần gạch đỉnh luôn các bạn ơi. Nó thơm mua sữa cực kỳ luôn. Vậy là con cua nó phải nằm ngon cái thịt rồi, nằm ngon cái gạch rồi. Wow, cái gạch. Không, cái thịt nó vẫn gạch ngon. Đỉnh luôn. Thịt ngon quá trời luôn. Cái thịt ngon. Thịt dai. Wow. Thì là anh Toàn hồi giờ là anh không có chuộng cua hải sản lắm. Nhưng mà bữa nay thấy anh Toàn ăn ngon miệng thì là biết nó ngon cái nào rồi. Nó wow. Đúng ngon miệng luôn. Cua là đặc đặc tính thịt luôn cả nhà. Wow. Làm rọc rọc hết. Thật sự à? Thật sự đỉnh cao luôn cả nhà. Không phải đùa đâu. Wow, ngon quá các bạn ơi. Thật sự rất ngon luôn. Cua đặc thịt luôn mà. Mình hồi giờ các bạn ơi, mình không phải là fan ruột của hải sản nha. Nhưng cua này mình ăn thấy khá chất lượng. Trời ơi, gạch. Đặc thịt luôn. Wow. Ngon quá. Cua đúng ngon luôn á. Cái sữa nó cái hiên cua mình ngâm lâu các bạn. Nó hút ngược vô cái phần thịt nó nè. Nó thấm vô mình ăn cái hương vị nó rất là thơm sữa và nó có vị béo nha. Nguyên cái càng luôn. Trời ơi đã. Không mời mọi người. Wow, cái càng tiếng này. Đó. Còn Nguyên không mất không sức miếng thịt nào luôn á. Đó thật đây con. Không mời mọi người. Đó. Wow, đỉnh luôn. Mất tiêu luôn. Này. Này em thấy cái phần mình nó này. Một cục thịt luôn. Không có ớt cái chỗ nào luôn cả nhà. Ngon tới cái miếng cuối cùng luôn á. Con này ngon cái miếng cuối cùng. Con này ngon quá. Con này ngon. Đỉnh luôn. Con này nó chắc mà nó ngọt hả? Con cua này mình nghĩ là ngon từ trước tới giờ do con cua này nó rất là đặc biệt. Đợt trước mấy nay mình có mua cua bẻ lạng, tám lạng, nó cũng hơi ớt nhưng cua này là tiến thiệt luôn. Cua này cũng tiến không có lẫm miếng nào luôn á. Oh. Ồ, ngon. Mọi người xem cái phần à. Không ớt gì luôn các bạn. Tiến thiệt luôn à. Đặc gạch luôn. Ồ. Đúng là cua mà thả lưới về có khác. Hôm nào mấy bạn ngày tới đi, mấy bạn mua cỡ tầm vài ký cua, mấy bạn về làm thử món này. Mình cảm nhận rất là thơm. Nhờ có con nhỏ, mọi người làm cái món này đơn giản đó. Ăn ghiền luôn á. Lạ miệng đó các bạn ơi. Ăn cái sữa mà nó béo béo về mấy đứa nhỏ. Đó Quyên đặc thịt luôn con. Đó, đặc thịt con hậu. Đặc thịt luôn nè, đặc quẹo luôn á. Trời ơi, đặc thịt luôn nè anh em. Trời ơi, cái miếng thịt này quá đã luôn. Ngọt. Thật sự các bạn ơi, những con cua này tuy nó nhỏ nhưng rất là chắc thịt nha. Vì con cua này cua tự nhiên các bạn ơi, rất là chắc thịt luôn. Hứa không chạm xiếc mà tách một con cho mọi người xem. Nên đây mình đi mua vậy chứ thật sự mấy đứa ăn thoải mái đi, ăn hết đi để cho mấy đứa nhỏ sớm mình các bạn ơi. Ngon quá. À, tách ra con này cua cái này cả nhà. Mình sẽ tách cho con cua hậu vô cái càng là biết con cua chắc thịt cỡ nào rồi. Cái càng mình bỉ ra là cái thịt nó dính theo một khúc luôn. Đó. Cua lớn là thịt nó chắc hay là sao ta? Không phải con. Tùy con chắc hay con ốp à. Wow. Hậu. Ê, sữa. Wow. Sữa. Mời tất cả mọi người nha. Wow. Đồ nó béo. Béo không? Tiếp hớp cái phần gạch này. Cái gạch cua này với sữa này. Không béo mà thơm. Không? Hớp thử điếc. Đó, mọi người xem nè. Không phải diễn tả sao ta? Không diễn tả được không?
nó béo mà nó thơm. Đó, đây. Con này của cái cả nhà. Này nó hút cái sữa cho nó béo kìa. Ồ. Của cá này, cái phần yếm này. Có thịt dưới đây này. Đây, để mình cho con hậu một nửa. Cụ tiết một nửa con cua cái này. Để ăn để cảm nhận được cái độ tinh túy của con cua. Đỉnh không hậu? Qua đỉnh luôn. Wow. Ui, cái gạch. Khá ném nha cả nhà. Đây, mình sẽ tách cho con hậu một nửa, tiếp một nửa. Để tiếp coi. Dạ. Cảm ơn chú Toàn. Quá đỉnh hả hậu? Đỉnh đúng không? Đây, cái đùi đây. Mình sẽ chấm này. Đẹp thiệt luôn. Không có từ nào diễn tả đâu. Còn nước này hậu ơi. Đây em. Rồi xem nè. Kín đít luôn. Không có chỗ nào ốp luôn. Thật sự là quá chất lượng các bạn à. Con cua này nó thơm quá. Cái mùi sữa các bạn ơi, nó rất là đặc trưng luôn. Thơm. Nếu mình hấp lên nữa, nó giữ toàn bộ luôn. Nó không mất nước các bạn. Không mất cái gì hết. Khi mà mình cho nó ngủ đông các bạn ơi, là nó giữ được cái độ ngọt. Chứ không mà cua mấy bạn lấy cái mũi ké cái dạ đâm vô cái miệng nó, khi mình hấp nó xì xì nước là nó mất đi cái độ ngọt của nó. Lượng chết đã không? Ngon. Không mời mọi người. Ngon quá các bạn ạ. Đi bạn không hậu? Thơm ngon tới giọt cuối cùng. À, đã. Dưa leo à, cắt đẹp quá. Nãy giờ không ai thì bạn. Ăn kèm miếng rau thơm nha. Quên. Cua trời ơi, ngon. Con cua mà nghĩ coi. Cái chân nó không? Nó đạt thiệt luôn. Đỉnh cao luôn. Đó, cua mình ăn nè. Đó, mình sẽ rút được phần đùi. Rồi, cái này nó gãy đâu. Cua mà anh em thường ăn mà. Thấy người ta dần người ta rút ra hay nha. Nó để chuyên nghiệp chứ. Em rút ra không được á. Rút rồi. Nó đặc thịt quá, nó bị xích vô á đồng. Đặc thịt lắm. Chứ bình thường mình tách bắn được nha các bạn ơi. Đặc thịt chưa? Mọi người xem cái chân này. Cái chân mà nó cũng đặc thịt luôn à. Cái giống của con King Crab luôn à. Đặc quá rút không ra chứ. Quá đặc thịt luôn. Không quá. Cua có chất lượng hậu ơi. Mình rút ra được rồi. Đó. Đây. Chuyên nghiệp đấy. Coi trên TikTok đó chú. Hay tiếp tục các bạn ơi. Mọi người nha. Thật sự chất lượng nè. Cua quá chất lượng luôn. Vừa con này đạm nó cao mà mình hấp tí sữa nó thôi chứ. Nói gì nữa. Thôi rồi luôn. Đỉnh cao luôn các bạn ơi. Ừ, mấy con này cua xong cái thịt nó đặc ghê, nó đặc quẹo luôn á. Chín luôn mà. Ừ, gạch nha họ. Đó. Lấy mấy chất lượng á. Ừ, nó ăn cái sữa vô nó béo cho thơm vậy á. Béo đúng không? Ừ. Ăn cái sữa cái mình đi mình ngâm nước cái nó. Đây các bạn ơi. Mình ngâm nước đá cái nó dính lại. Để mình khui một con cua nhỏ cho mọi người xem nè. Con này con cua cá nè. Thử nó chắc thịt nè. Đó. Mọi người xem nè, đặt luôn, đặt gạch luôn, gạch vàng, gạch đặt luôn à. Lần tiên mấy anh em mình làm món cua hấp sữa đây, mình nghĩ là khá là ổn cả nhà, ngon. Đó. Sự mới nhận giấy hai bữa nay cái chú Toàn ba bữa nay cho ăn đồ ngon không đi về sao quên trời. Con mới nhận giấy lúc ba bữa luôn rồi các bạn ơi.
Đó. Ok nha. Ngon quá các bạn. Ui sao mà làm gì cũng ngon ấy. Mà hấp cũng ngon, mà nó lẩu cũng ngon. Hay là sốt mi cũng ngon. Nói chung nó ngon, làm gì cũng ngon các bạn. Cái câu mà bán cua á, hồi nãy có chị em làm món cua nấu canh chua. Nấu chua ấy. Cua nấu canh chua. Ờ, cô đó kêu cua này cua xong mà nó không được bự nha. Loại này mà nấu canh chua ngon. Nấu đá gian hay nấu gì? Không biết kêu nấu canh chua, em cũng hỏi kỹ nữa. Con nghĩ là nấu chắc à. Với là rầu rầm như lá vàng quá. Thật sự là đỉnh luôn. Này này là thả rập. Mấy người thả rập là thả đêm hết anh Toàn. Thả đêm sáng thu. Như cái khung này anh em mình chắc xuống thả không được đâu. Nói chung là người ta biết điểm em. Biết đường biết điểm hết chứ. Cái sầm nó lớn lắm. Sầm gần cái biển nó rộng lắm. Bây giờ mình cho cô Hiệu vô thưởng thức vài con cua. Cho em ăn mấy. Ăn cho đã. Để em tìm hiểu cua cái. Còn mấy con gạch này. Đây. Mấy con anh em dùng hết đi. Giờ bây giờ đó. Chung mình cũng ít hảo cua các bạn ơi. Mà nhất con cua bự mà nãy cũng thiệt con á. Mình không thích đồ hải sản các bạn. Hồi giờ thấy anh Toàn lần đầu mà ăn cua ghẹ mà thấy rồi. Anh Toàn ăn ngon miệng vậy luôn. Mình là cua King Crab hay tôm hùm Alaska hay là cua ghẹ gì mình hay là hải sản gì cũng vậy. Mình thật sự mình không thích hải sản. Bạn nói ra các bạn, nhiều bạn kêu mình bóc phát chứ. Nói chung là mỗi người mỗi ý các bạn. Mọi người nha. Rồi. Toàn thấy chú Toàn thích ăn nhất là đồ đồng luôn á. Đúng rồi, chính xác. Mình cứ có rô đồng hay là có ngạnh đồ là mình kho mình ăn ngày này qua ngày kia mình ăn cỡ nào cũng được. Chứ thịt bò hay là hải sản nữa mình chịu. Ăn mấy cái loại đồ đồng nhìn nó dần dã thì nhìn nó vậy thôi chứ ngon thật sự. Đúng rồi, ngon. Mấy con cua chất lượng không? Cắn cái nào hết cái đó. Trời ơi mấy con cua này thịt nó đặc quẹo luôn á chứ. Mình ngâm sữa các bạn ơi. Lâu cái nó hút vô rất là thơm và béo. Ổn rét. Ổn chút. Rất ổn luôn. Mấy cô chú anh chị em nào cứ về làm thử đi. Mua tầm đơn giản hai cái cua. Đúng rồi. Ngâm tầm 2 tiếng đồng hồ. Ăn mà không thơm, không béo rồi không lấy tiền. Bao thơm luôn. Không lấy tiền luôn hả? Cái mùi nó rất là đặc trưng và nó lạ vị các bạn ơi. Có nó bị béo của sữa này và ngọt của cua và cái hương vị đó rất là thơm luôn. Trời ơi. Để con thử nhẹ gạch cua. Cái này hết rồi. Ăn con khác con, dạ, thiếu gì đây ăn cho hết chứ để làm gì đâu mà. Cái này là con cua đực hay con cua cái nào? Cua đực. Nó vuông mới là con cái đúng không? Con cái nó tròn nó to hơn. Wow. Cho em xin con nè. Ăn tiếp đi, ăn má thỏi đi. Hiệu mới vô quất hai con rồi. Để mình lựa một con nè. Nào ổn ổn nè. Xí cho con anh gió. Đây. Con bí bột nó mới có tuổi mấy 2 tuổi rồi, nhỏ đây cho con anh chó con để qua đây và cho con bí nhỏ nó ăn. Ồ cũng đặc không còn 3-4 con mấy đứa dùng hết đi. À, phần này phần của bí con anh chó này con về nhỏ nó ăn cho bí bột thấy con nó khóc à vậy hả? Mặt biết uy tín lắm mà mặt xấu lắm mà đúng uy tín rồi. Mọi người có thấy mặt cái tí mặt cái tí y tín không? Xạo lắm. Dễ thương vậy thôi chứ. Dễ thương không? Dễ thương vậy thôi chứ. Ngon không Hiệu? Quá đã luôn. Nữa. Trời ơi, nó đặc quẹo luôn á nha. Luôn. Thịt cua nó đẹp luôn mà. Cua hôm nay em mua ti nó nhỏ mà rất là chắc thịt các bạn ơi. Mình nãy được con cua bảy lạng. Con bảy lạng đó là ăn chất lượng nhất luôn á. Hồi trước giờ em chưa ăn con nào mà ngon vậy luôn á.
cái càng mà không có chỗ trống luôn à, không có chỗ trống luôn á. Nãy càng đẹp thì đã lắm, con nãy ăn ngon cực kỳ luôn á, con nó chắc như bánh ngọt, con này cũng vậy. Bữa nay là ngày bao nhiêu âm rồi ta? 16 à, còn 14 ngày đúng 2 tuần nữa tới Tết, không biết má anh em ở Sài Gòn về khoảng bao nhiêu phần trăm rồi. Chắc mình nghĩ năm nay kinh tế khó khăn nên anh em chắc cũng về sớm. Vừa rồi hôm mùa hôm hay sao mình có đọc báo, má anh em công nhân ở trong Sài Gòn có một số công ty làm mà không hiểu sao mà không trả lương cho mấy anh em công nhân, thấy tội ghê gớm luôn, phải đứng ngoài đường luôn, ngủ ngoài đường luôn. Mấy cái trường hợp đấy khổ lắm. Chủ yếu chờ tháng cuối cùng của anh em để về quê có tiền lo cho gia đình, lo cho ba mẹ mà không có tiền lương, chắc không biết anh em bơ vơ như thế nào. Sự chia buồn cùng mấy anh em nha. Mình ở quê thì mình tiền thì không có nhiều các bạn ơi, nhưng được cái là ở với ba mẹ nên nhà cửa đồ cơm đồ cũng không tốn tiền. Nên cũng đỡ lắm các bạn ơi. Cứ nói ai cũng kêu ở Sài Gòn sướng rồi này nọ. Có không? Không sướng mấy đâu. Sài Gòn không sướng rồi. Rồi lúc trước mình còn học cấp 3, chuẩn bị thi vô đại học cái ức Sài Gòn ngủ không được luôn. Vô Sài Gòn cái quảng luôn. Vô Sài Gòn cái quảng tới giờ luôn các bạn ơi. Giờ mà có vô Sài Gòn thì anh em đi chơi khoảng 5-7 ngày thì được, chứ kêu đi chơi mà tầm có nửa tháng là chắc thôi cũng sợ luôn. Sài Gòn sướng thì sướng thiệt, mà sướng cho người giàu. Đúng rồi. Khổ cho người nghèo. Vừa rồi mình đi với anh Hải Sa Ba với chị Nga Sumo vô Sài Gòn 15 ngày, đúng 15 ngày luôn. Trời, cảm giác là đuối mà nó mệt mà nó nản luôn. Muốn về quê, muốn đi đâu nữa. Đúng là Sài Gòn thành phố hoa lệ. Hoa cho người có tiền, lệ cho người nghèo. Anh Toàn anh đi cũng rong rủi tùm lum hết chứ ít đâu. Ừ, nếu thật sự ở Việt Nam mà nếu mình đi phải tầm khoảng 45-46 tiếng thành rồi. Đi thì sống mình đi nhiều nơi. Chân Toàn chân đi mà. Mình đi chắc được 45-46 tỉnh đó. Nói chung là đi nhiều để cho mình mở mang đầu óc các bạn ơi. Để học hỏi những người lớn và những người thành đạt các bạn. Nói chung mà mình cuộc sống các bạn ơi, nói chung là mình may mắn thì ra đường đa số nha, mình nói là đa số là nhiều anh em, những anh chị, những cô chú thương mình. Chứ cuộc sống mà ai mà nói mà kêu ra đường không có ai gác thì mình nói thật sự là không có đâu. Có người gác và người thương chứ không. Chẳng ai mà làm hài lòng tất cả mọi người được các bạn ơi. Nhưng mình vậy mình ra đường thì 10 người thì bây giờ thương mình cũng được, xé bán người gác mình cũng được bao người. Cuộc sống mà không phải có người này người kia các bạn mới làm nên xã hội được. Ai mà cũng hoàn hảo là trong gói mì tôm nó có con tôm rồi. Đúng rồi. Thôi hôm nay chắc anh em mình cũng xin dừng clip ở đây. Hôm nay anh em mình làm một món nói chung là khá là lạ vị nha. Cua hấp sữa tươi nha. Béo, rất là béo và thơm. Béo và thơm. Không tin hôm nào anh em làm thử đi, mua thử vài cái cua về đãi cho anh em ngày Tết, hay là đãi cho con nhỏ, nấu cho con nhỏ ăn thử. Mình nghĩ là khá là lạ miệng. Béo ngậy miệng luôn á, đầu ngon. Món này ngon. Cũng xin dừng clip tại đây. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Chào anh em.